Hiệp hội Thép Việt Nam vừa thông tin về tình hình sản xuất và tiêu thụ thép những tháng đầu năm 2023, với các chỉ số về sản xuất, tiêu thụ nội địa lẫn xuất khẩu đều giảm mạnh. Dù bức tranh kinh tế 2 tháng đầu năm 2023 đã có những tín hiệu khả quan, với một số chỉ tiêu đã có sự khởi sắc như tỷ lệ vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tăng 3,2% so với cùng kỳ, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký mới gấp 3 lần. Tuy nhiên, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm ở nhiều địa phương có quy mô công nghiệp lớn, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đã thấp hơn nhiều số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Các yếu tố này đã tiếp tục tác động đến hoạt động xuất khẩu, tiêu thụ thép các loại. Thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam, lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, sản xuất thép thành phẩm đạt 4,285 triệu tấn, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2022. Bán hàng thép thành phẩm đạt 3,851 triệu tấn, giảm 23,2% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó xuất khẩu đạt 1 triệu tấn, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn chung, thị trường thép cán nóng thế giới biến động, khiến thị trường HRC trong nước khó khăn do các doanh nghiệp sản xuất thép dệt gồm CRC, tôn mạ, ống thép sử dụng HRC làm nguyên liệu sản xuất.